Đây cỡ 2 tuần mấy về trước đó các bạn, mình có làm cái vấn đề là mình cắt hết những cái cành mà nó quá dài, nó lại không có trái, tính toàn là những cái bông hoa đực không chứ không có trái. Thì mình đã cắt nó hết, và mình cũng một phần mình cắt nó là vì mình muốn những cái trái non á, những cái trái non như thế này nè, nó còn lại trên cành á, thì nó sẽ được những cái phần dinh dưỡng để mà nó to lớn như vậy. Thì không ngờ mình đã cắt cái phần đó thì những cái trái non trên cành nó đã lớn, mà đồng thời nó còn ra rất rất là nhiều những cái nụ nho nhỏ nữa, những cái trái nhỏ nữa, rất là nhiều. Nên bây giờ là trên cái cành cây này mình đếm là phải trên 20 trái lớn nhỏ. Đó là những trái mà mình nhìn sơ qua mình có thể thấy được đó, là khoảng trên 20 trái, thậm chí là hơn 20 trái đến 30 trái cũng không chừng, nếu mà mình thật sự cần đi đi tìm để mà đếm. Thì đại khái những cái trái mình nói đơn giản như thế này mình sẽ khó khăn thấy nó cho đến khi mà mình thật sự phải đi tìm nó. Rồi các bạn thấy đó, đó có thể là những cái trái mà mình nói là như vậy, nó rất là nhiều trên cái cành cây này luôn. Đó. Những cái bông đó nó chưa có nở, nhưng mà cái đó là gọi là bông cái đó. Còn bông đực, tức là những cái bông như thế này, nó không có cái phần giống như nó có trái, đúng không? Thì cũng ngay xung quanh vậy luôn, mình lại có thêm một cái nữa nè, đó thấy chưa? Thì rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đã gần hết mùa hè rồi các bạn, mà trên cây dưa leo của mình nó quá xá là nhiều cây dưa leo luôn, làm cho mình cũng hơi tiếc là cái cây này cũng sắp tại bị lạnh và chết rồi. Và đồng thời mình cũng phải cần bịt cái bịch ni lông lại lên trên cái miếng này đó, bởi vì mình làm cái này với mục đích là để làm cái nó gọi là cái greenhouse, chứ không phải là làm để cho dây nó leo kiểu này. Nhưng mà vì mình còn đông trong mùa hè, mình chưa có cần thiết phải bịt cái lông á, mình để như vậy và mình tận dụng nó trong cái vấn đề cho cái cây dưa leo này nó lên. Thì các bạn biết đây chỉ là một một cái sợi dây thôi nha, một cây dưa leo duy nhất thôi chứ không phải là nhiều cây nha. Ngay chỗ đó là một cây duy nhất thôi, cái phần bên kia là một cái chèo nó mọc ra sát đất và nó có cái trái trong đó đó để mà mình sử dụng mình làm giống đó. Thì cái trái đó đã bị hai con cuốn của mình nó leo lên đây, nó đạp và đứt cái cuộn, và nó mình đã lấy nó ra rồi. Đồng thời á, nó cũng vô đây nó phá đó, nó giật giật mấy cái này nè, cho nên cái này nó bị rách và nó cũng bị úng ngay chỗ đây, nó khô. Thật sự ra cái này á, cái nguyên cả cái sợi dây ở trên đó đó chỉ còn có một phần tư của cái này để mà bảo vệ cái cây này thôi, và đưa tất cả những sức dinh dưỡng lên tất cả những cái cành phía trên và tất cả những cái trái phía trên. Các bạn thấy chỉ còn được có một phần tư thôi, bao nhiêu đây đã bị úng rồi. Nếu mà cái này là cắt ngang đây là nguyên cả một cái cây chết hết luôn. Đấy, thì rất là tiếc là con cuốn của mình nó phá phá đến nỗi như vậy. Bác sĩ nói chút mới được ăn kẹo đâu. Ăn kẹo bị bác sĩ nè đó. Đúng rồi. Cầm chơi thôi mới được ăn nghe chưa? Ăn Nghe không? Dạ. Cho chú đi. Hả? Cho chú đi. Hả? Cho chú đi. Chú là ai vậy? Chú nè. Vậy đó. Rồi, chú lên phụ mẹ chú nha. Ơi. Chú là con phụ mẹ nè. Nè, chú lên phụ mẹ cầm này giùm mẹ nè. Ủa đâu? Rồi, cầm này đem đưa cho cầm lên bàn đi. Rồi.
Rồi, đưa cho ba coi gì. Cái đó gì? Này của mẹ. Đúng rồi. Ừ. Mẹ uống đúng không? Mẹ uống này thuốc. Tại sao mẹ uống cái đó? Mẹ bệnh. Mẹ bệnh hả? Thiệt không? Bệnh gì? Con không thương mẹ, mẹ bệnh. Ồ, ai không thương mẹ? Con không thương mẹ bệnh hả? Mẹ con thương mẹ bệnh. Vậy đó hả? Con không thương mẹ bệnh. Vậy tại sao con không thương mẹ? Ừ. Tại sao con không thương mẹ? Mẹ hút mẹ mèo sao? Cái mẹ. Vậy mẹ không thương con nữa sao? Cái con. Trời. Mẹ của mẹ. Ok. Còn mẹ, cô bị đây thì vậy con có nhớ ba không? Nhớ. Giờ huấn luyện con chó anh huấn luyện con gái anh có gì đâu, đúng không? Trời đất ơi, huấn luyện được con chó cái là mừng lo lắm ông sao làm tôi tụt mút gì ta. Anh chỉ dạy con gái anh chỉ là nửa nốt nhạc thôi vậy. Phan xí, hồi nãy tôi thấy bằng áo trái rõ ràng, có không. Em không có nhắc để cho anh quay phim luôn mà không. Tại sao lén đi thằng này? Không có. Chúc lên đổ con của mẹ đổ hết luôn á. Đổ là cô chú ra. Sao kỳ vậy? Tôi thấy áo trái rõ ràng không luôn. Có. Yes. Cái nốt nhạc của vợ có vấn đề á. Nhà có camera, em mở camera lại em coi đó. Tí. Mà le các bạn phải đặt. Bài đặt lịch sự quá ha. Thôi sáng giờ không đã. Phải luôn. Có ngày tôi nghe cái camera rét rét mà tôi biết có người nền địa. Nó mẹ không. Mẹ không nói. Đú là. Rồi, bữa nay anh muốn nói gì chứ bữa nay Tiết với anh Đạt có một cái thông tin rất là mới và hữu ích nên muốn chia sẻ với các bạn, hãy nhanh tay lên. Rồi, tiếp tục. Uống chưa? Uống được chưa? Chưa, nó hơi vàng chút nữa. Mẹ uống chắc lọc lưỡi luôn không có gì. Nóng. Sao không làm ấm thôi vậy, làm nóng quá vậy. Tại nãy để quên nước nó hơi nóng. Yeah. Rồi, tới các bạn hai chồng Đạt có nhận được một cái email từ cái công ty Safon này. Thì họ hiện đang có một cái khuyến mãi mà Đạt thấy cũng rất là tốt. Đó là nếu mà ai vô cái sign up cho cái newsletter của họ qua cái hệ thống đường link của Đạt để ở dưới trong cái video clip này, nhất định phải đi qua cái đường link của cái video của Đạt thì mới được cái phần khuyến mãi này của họ. Thì họ sẽ chọn 5 người trong cái số người sign up cho cái newsletter đó, họ chọn 5 người ra để mà gọi là người winner trúng thưởng thì được 2 gram của cái cell phone. Thì cái này bao nhiêu? 2 gram là cái này, tức là một cái hộp này tức là 2 gram nè. Thì 5 người được trúng thưởng trong cái phần mà người sign up cho cái newsletter đó, đúng không? Đó là cái phần số 1. Cái phần số 2 thì trong cái số lượng người mà sign up for cái newsletter đó mà có ai đồng thời cùng thời gian sign up đó luôn mà
trên một cái đường link đó luôn mà mua một trong những cái sản phẩm của họ với cái trọng lượng là bao nhiêu, cái này có dấu loại này thôi, đúng rồi, với cái trọng lượng là 2 gram này luôn, ừ. Okay. Thì sẽ được chọn một người winner là được 28 gram sao phong, 28 gram trị giá là $600 nha các bạn. Wow, kiểu gì vậy? Thì em thấy ghi trong đó là cái hộp 28 gram á. Vậy đó hả? Không biết phải không nhưng mà thấy vậy đó. Thì đúng rồi, cái hộp 28 gram á các bạn, thì các bạn lấy cái này đi, cái này là 2 gram, cái trị giá của cái này bao nhiêu? 17. Thì 28 gram thì mình nhân cho cái phần tiền này đi sẽ ra được cái số tiền cũng khá là lớn ha. Wow. Và cái đó nhiều rồi nha, cái đó chắc đem dặn thùng luôn á. Trời ơi, uống lâu lắm. Cái đó là uống lâu. Mà nếu mà nói uống lâu, thì thôi đặt sẵn đây đặt nói cho quý vị nghe, thì nếu các bạn và các cô chú bác nào có mua cái số lượng nhiều để tặng cho người thân, tặng cho anh chị em nhà thì tốt. Còn nếu mà mua cho bản thân của mình á, ví dụ như mình mua một lúc mà 10 hộp như vậy đó, thì đặt đề nghị rằng cái hộp này phải để ở trong một cái nhiệt độ như thế nào cho nó đúng nha, chứ còn nếu không á, là nó ba hồi nóng lạnh rồi cái sức ẩm của xung quanh nhà mình nó sẽ làm cho cái này có thể bị mốc. Cho nên nó tốt nhất là mình phang khui, mình đừng có xé bịch ra. Đừng có xé bịch ra, nếu mà chưa sử dụng đừng xé bịch ra, để nó giữ kín cái đó, nó không có cái chất ẩm dễ dàng mà vô trong đó, không chỉ dùng cái nào thì mở cái đó ra thôi. Nhưng mà Đạt cũng đề nghị nếu mà chỉ có một người sử dụng thôi, mặc dù Đạt biết và các cô chú bác cũng quý mến gia đình Đạt, nhưng mà đừng cái vì quý mến đó mà mua một lúc 10 hộp như vậy mà không dùng để qua thì nó bị lâu ngày đó, nó bị mình mua mình cho người ta được mà, đúng rồi, nó bị hư mốc thì ổn. Thì đạt nói là mua để một mình dùng á, thì coi như là đừng mua nhiều quá, mua cho người khác thì tốt thì được, đúng không? Thì sẵn đây hai vợ chồng Đạt cũng coi như là chúc cho các bạn nào mà có sign up cho cái newsletter qua cái đường link của cái video của Đạt thì sẽ được chọn một trong 5 người winner cho cái hộp này là 2 gram. Và đồng thời trong cái số lượng người mà sign up cho cái newsletter đó cộng với lại sẵn cái thời gian đó mua luôn cả một cái sản phẩm của họ thì sẽ được chọn cho một cái winner, một winner duy nhất thôi là 28 gram, đúng không? Đó. Cái phần đó là cái phần like jackpot đó, cái phần đặc biệt á. Thì đó. Thì tại vì hai chồng Tiết mới nhận được cái email đó nên muốn chia sẻ với mọi người. Thì nếu mà ai mà cần mua cho người thân hoặc là mua để về dùng đó, hoặc là mua gửi về Việt Nam, Việt Nam có rồi. Việt Nam thì liên hệ bên Như, bên anh Tuấn Bầu Trời Cali. Không thì nếu mà coi như cô chú may mắn thắng được cái 28 gram rồi còn gửi về Việt Nam trong cho người thân người này người kia xài nữa, chứ một mình làm sao xài được hết cái này. Và nhớ nha, hồi trước á, cái video trước Đạt làm á là vợ Đạt coi như là bỏ hơi nhiều, bị lố. Không phải là ấy nữa mà tại vì tụi này muốn cái màu nó lên cho nó nhanh nó lẹ để mình tụi này quay phim, đúng không? Cho nên bỏ nhiều vô để có màu cho lẹ. Còn ví dụ như bây giờ là mình đỏ trong đây như 6 cộng Đạt thấy trong đây nè, 6 cộng nãy giờ nó vẫn chưa được có cái màu này nữa, đúng không? Đó thì lần trước bỏ hơi lố. Và vì cái phần lố đó Đạt uống xong cái đó rồi hả, Đạt ngủ một giấc cho tới sáng luôn. Tiếc chưa? Nè, nghe mẹ hỏi lại nè. Giờ Trúc Linh ở trên mẹ đi làm, con ở nhà con có nhớ mẹ không? Dạ. Con nhớ không? Dạ. Câu trời đang kèo. Rồi thôi, hai chồng Tiết chúc cho mọi người nào mà có sign up cái new ngay giờ này thì sẽ được trúng giải nha. Wow, chịu hiếu phục vụ đây. Wow. Mình trúng giải trước rồi nè quý vị. Mình đang quảng cáo tin vui thì lại được một dĩa cơm gà đặc sản. Thank you. Cái phần này không dính lưới gì tới cái phần. Cái phần này thì không dính líu gì tới cái hãng sao phone nữa quý vị, họ không có bảo trợ cái phần này nha quý vị. Wow, mẹ làm cơm quá ngon, cơm gà. Rồi, thôi chào tạm biệt mọi người kìa. Rồi. Cô chú đi, Trúc Linh, chào tạm biệt cô chú đi. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Chúc cho các bạn trúng được một cái 28 gram này.
Ai đây. Đúng nhớ cho tôi biết nha. Ai nhớ đúng cho đặt cho tụi này biết để vui ha. Thậm chí chụp cái hình hoặc quay cái video 3 phút 5 phút. 3 phút 5 phút hay nhiều quá nha. 30 giây cũng được nữa. Thì Tiết xin nhắc lại ngắn gọn nha, Tiết nói lại một lần nữa là như vậy. Các bạn hãy vô cái link của mình để phía dưới cái video này. Xong rồi trong khi mình mở vô cái link mình sẽ thấy người ta ghi là tên tuổi này nọ, thì các bạn cứ điền những cái thông tin cần của mình, người ta hỏi mình là nếu mà được nữa thì các bạn hãy mua một hộp. Khi mà mình sign up cái ladder đó xong mình, các bạn hãy mua một hộp thì cái cơ hội các bạn sẽ trúng được hai giải. Thứ nhất là một hộp 2 gram và hơn nữa thì mình sẽ trúng được một hộp 28 gram. Tức là nếu mà mình trúng jackpot á, tức là một người trúng jackpot có thể trúng cái 2 gram và 28 gram luôn. Và đó. Vậy nữa nè các bạn, thì các bạn không nhất thiết phải mua cái này nha. Thì Tiết nói nếu mà mua được thì mình có thể trúng được 28 gram. Đúng vậy. Còn không thì mình không cần mua cũng không sao hết. Không cần mua thì mình sẽ họ sẽ chọn. Không chọn. Cần mua thì họ sẽ chọn nhanh 5 người sign up để trúng cái phần 2 gram này. Đó, đó. Tiết nói ngắn gọn là như vậy. Rồi. Bye bye. Rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi, con hôn cô chú miếng rồi. Trời giỏi quá. Vàng của tôi. Rồi. Cục vàng của tôi. Cục vàng của tôi. Cục vàng của tôi. Cục gì? Cục kẹo của tôi. Cục kẹo của tôi. Ok. Rồi. 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 Ăn. Rồi, anh ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. No, ăn đi.